Phương Thảo xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện vẫn còn rất phức tạp. Số ca mắc mới trong ngày có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Trong đó, nhóm người cao tuổi có nguy cơ tử vong do mắc COVID-19 cao gấp nhiều lần so với người trẻ. Do đó, việc nâng cao sức khỏe của người cao tuổi trên cơ sở nâng cao kiến thức, kỹ năng từ chăm sóc sức khỏe và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu trong bối cảnh dịch bệnh như thế này là rất cần thiết. Đó cũng là chủ đề chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Sống khỏe ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ghi nhận công tác phòng chống dịch COVID-19 liên quan nhóm bệnh nhân người cao tuổi. Từ 60 năm tuổi trở nên mà mắc bệnh là rất dễ đi. Thì chúng tôi là bây giờ đây là đã là 70-75 rồi thì phải cẩn thận đối phó đề phòng những khi nó chưa mắc. Trước khi nó đã mắc rồi thì cũng không nói được. Tốn kém về xã hội thì con cái nó cũng vất vả nữa. Dân ở Thừa Thiên Huế này nói chung trong tình trạng thật lo âu, sợ như thế nào, sợ dịch sẽ lây ra ngoài cộng đồng. Tình mình thì mình thấy đó, khu này là vùng cam, khu kia là vùng vàng, khu kia là vùng xanh đó. Mình thấy mình biết đấy. Đó là tâm lý chung của người dân khi mỗi ngày trên địa bàn vẫn tiếp tục ghi nhận hàng trăm ca mắc mới. Đã hơn 2 năm trôi qua, nhưng đại dịch COVID-19 vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo thống kê từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho thấy, tổng số các ca tử vong do COVID-19, bệnh nhân từ 50 tuổi trở lên chiếm đến 84%. Thừa Thiên Huế hiện có gần 100 ca tử vong do COVID-19, thì có hơn 90 ca là già yếu và bệnh nền. Vì vậy, việc triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ nhóm đối tượng này là rất cần thiết. Việt Nam hiện có khoảng 11,4 triệu người cao tuổi, chiếm gần 12% dân số cả nước. Phần lớn người cao tuổi mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, bệnh xương khớp, bệnh phổi mãn tính. Do mắc các bệnh lý nền nên sức đề kháng của người cao tuổi giảm hơn so với các nhóm tuổi khác. Vì vậy, nếu người cao tuổi bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sẽ làm thúc đẩy các bệnh mãn tính đó chuyển thành giai đoạn cấp, dẫn đến bệnh nhân rất dễ tử vong. Việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19 là người cao tuổi, vì thế mà cũng gặp nhiều khó khăn hơn. Quý vị thân mến, một thông tin không mong muốn là hiện mỗi ngày trên địa bàn vẫn có vài trường hợp tử vong do mắc COVID-19, chủ yếu là người cao tuổi và người có bệnh nền. Do vậy, ngoài việc xây dựng một chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tăng cường sức đề kháng, thì việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đúng cách trong mùa dịch này là vô cùng cần thiết. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, mời quý vị theo dõi phần trò chuyện ngay sau đây của chúng tôi với tiến sĩ bác sĩ Lê Phan Chi, trưởng khoa nội tổng hợp, nội tiết, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Phan Chi đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào chị Phương Thảo. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Sống khỏe với chủ đề chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong mùa dịch COVID-19. Xin bác sĩ cho biết dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến người cao tuổi và một khi người cao tuổi mắc COVID-19 thì sẽ nguy hiểm như thế nào? Người cao tuổi là một trong những nhóm người dễ bị ảnh hưởng nhất bởi COVID-19. Số liệu Tây Ban Nha là một quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới là 83 tuổi thì cho thấy là tỷ lệ mắc COVID ở nhóm người trên 70 tuổi chiếm đến 36,9%. Tuổi cao là một yếu tố nguy cơ lớn nhất của mắc COVID-19. Trong năm 2020 tại Hoa Kỳ thì 81% tử vong vì COVID-19 ở nhóm tuổi từ 65 tuổi trở lên, cao gấp 80 lần so với nhóm bệnh nhân từ 18 đến 29 tuổi. Chúng ta hãy so sánh tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tăng theo nhóm tuổi như thế nào. Tỷ lệ tử vong chỉ là dưới 1% ở nhóm người dưới 50 tuổi, tăng lên 3,6% ở lứa tuổi đến 60 và tăng vọt lên 14,8% ở lứa tuổi 80. Ngoài ra thì người cao tuổi thường có nhiều bệnh lý đông mắc và cả bệnh lý đông mắc này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh cũng như làm tăng độ nặng khi mắc COVID-19. Cả bệnh lý đông mắc chúng ta có thể kể như là bệnh lý tim mạch, như là suy tim, bệnh mạch vành, bệnh cơ tim, đột quỵ não, bệnh thận mạng, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, xơ gan, bệnh đái tháo đường, ung thư, kể cả một số bệnh lý tâm thần kinh như là trầm cảm và sa sút trí tuệ. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC thì một người có bệnh nền khi mắc COVID-19 sẽ làm tăng tỷ lệ nhập viện cao gấp 6 lần và tăng tỷ lệ tử vong cao gấp 12 lần. Vậy thì ở người cao tuổi khi mắc COVID-19, ngoài những đặc điểm trên thì còn có những gì khác biệt so với nhóm tuổi khác? Thì một số biểu hiện lâm sàng điển hình
của mắc COVID-19 như là sốt, ho và đau cơ thì lại không điển hình, trong khi biểu hiện lũ lẫn lại rất là thường gặp. Và diễn tiến của bệnh thì là thường nặng hơn, tỷ lệ nhập viện cao hơn, cần chăm sóc đặc biệt hoặc dùng máy thở và tử vong cũng cao hơn. Có thể nói rằng càng lớn tuổi thì cơ thể của con người càng giảm sức đề kháng và cái nguy cơ người cao tuổi mắc COVID-19 thì sẽ càng chuyển nặng hơn. Vậy thì ngoài ra còn có nguyên nhân nào khác nữa không thưa bác sĩ? Vâng, người cao tuổi là những đối tượng rất dễ bị tổn thương do những thay đổi sinh lý liên quan đến hiện tượng già hóa. Ngoài ra họ còn phải một số vấn đề về tâm lý và xã hội. Những thay đổi sinh lý ở người cao tuổi chúng ta có thể kể đến như là khối lượng cơ giảm dần, lớp mỡ dưới da cũng giảm và chúng ta đều biết đây là một cái hàng rào bảo vệ chống lạnh cho cơ thể. Số lượng mạch máu cũng giảm nên tưới máu cũng kém đi. Vì thế người cao tuổi rất dễ bị ảnh hưởng khi thời tiết lạnh, đặc biệt là trong những thời tiết như thế này. Ở Huế chúng ta đang giai đoạn rất là lạnh và người già, người cao tuổi rất dễ bị nhiễm lạnh và vì thế càng làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh khác. Ngoài ra người cao tuổi cũng thường có rất nhiều bệnh lý mãn tính ở hệ các cơ quan và bắt buộc họ phải sử dụng rất nhiều thuốc. Trong mùa dịch như thế này thì chắc chắn rằng các bệnh nhân sẽ trang bị cho mình những kiến thức để chăm sóc sức khỏe bản thân. Vấn đề là đã đầy đủ và đúng cách hay chưa mà thôi. Và trước khi tiếp tục phần trò chuyện, xin mời tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Chi cũng như quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của người dân. Cái mùa này là mùa dịch, đang là cái mùa trọng tâm dịch, chúng tôi già thì cứ nghe Bộ Y tế nói thế nào là chấp hành vậy, tỉnh nói thế nào là chấp hành vậy, đảm bảo cái 5K vaccine tôi tiêm đầy đủ rồi. Thì tôi đi là tiêm 3 mũi rồi, à. Nhưng mà vẫn chủ quan được là 3 mũi hay là 2 mũi. Bây giờ đề phòng, một là phải 5K là phải đầy đủ, à. Ăn uống là phải thực tốt, ăn uống thực tốt, ngủ nghỉ phải tốt, à. Sinh hoạt tốt, thế như vậy là có những vấn đề gì cả. Trong 5K đó thì mình cố gắng giữ gìn được thật tốt. Thứ hai nữa thì bây giờ tận những nơi đông người phải là diệt khuẩn này, phải là bịt khẩu trang, rồi tiếp xúc là mình phải đứng cách xa một tí, không thôi là lấy nhiễm là cũng lo sợ lắm. Đi là coi như khách đến mình phòng dịch rất cẩn thận, cả thứ nhất là đeo khẩu trang, à rồi là có che mặt nạ, rồi là những người ví dụ sau khi xong là mình rửa tay khuẩn, à, và súc miệng bằng nước muối. Đó là cái tinh thần giữ cho bản thân mình qua những quả bị dịch COVID. Vậy thì việc điều trị COVID-19 cho người cao tuổi có gặp nhiều khó khăn hay không ạ? Đối với cả bệnh lý thông thường và bệnh COVID-19. Người cao tuổi thường có những vấn đề liên quan đến thị lực, khả năng nghe, tình trạng răng miệng như là mất răng, sức nhai kém và gặp phải những vấn đề tâm lý xã hội như là họ có cảm giác bị vô dụng, cảm giác bị cô lập, mất các hứng thú và có thể có các vấn đề liên quan đến kinh tế và tài chính. Người cao tuổi thường có những biểu hiện của hội chứng lão hóa như là đại tiểu tiện không tự chủ, táo bón, dễ ngã, vết thương lâu lành, dinh dưỡng kém, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm và sa sút trí tuệ. Và họ thường là mất tính độc lập, việc chăm sóc thường phải lệ thuộc vào người khác và đặc biệt là rất nhạy cảm khi dùng thuốc do thay đổi dược đồng học của thuốc. Vì thế việc điều trị cho người cao tuổi khi mắc các bệnh lý thông thường cũng như là khi mắc COVID-19 cần phải có sự quan tâm rất là đặc biệt. Ví dụ như là một bệnh người cao tuổi, ông bà chúng ta có mắc bệnh đái tháo đường và đồng thời mắc luôn cả COVID-19. Thì tùy vào mức độ nặng của COVID-19 thì có những lúc bệnh nhân phải dùng một loại thuốc chúng tôi gọi là glucocorticoid, liều rất là cao. Và một trong những tác dụng phụ không mong muốn của glucocorticoid này đó là làm tăng đường máu rất là nhiều. Và bản thân bệnh đái tháo đường khi mắc stress thì là một stress cũng là một sự biến cố đã làm tăng đường máu rồi, và việc sử dụng thêm còn glucocorticoid liều cao nữa sẽ làm cho việc đái đường mất kiểm soát và rất khó và rất nặng. Thêm một nội dung nữa được khán giả rất quan tâm, đó là vấn đề tiêm chủng phòng bệnh cho người cao tuổi, kể cả những bệnh thông thường và bệnh COVID-19. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm về vấn đề này. Vâng, người cao tuổi là một trong 14 nhóm ưu tiên cần phải tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19 theo quyết định 3355 ngày 8 tháng 7 năm 2021. Cụ thể đó là nhóm số 9, người đang mắc các bệnh mãn tính và người trên 65 tuổi. Quý vị cũng cần lưu ý là thời gian tiêm liều nhắc lại, chúng ta hay gọi là mũi 3, sau khi đã tiêm đủ liều cơ bản, tức là đã tiêm 2 mũi đối với cả vaccine thông thường hiện nay. Thì theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế vào ngày 1 tháng 12, 2021, thì để phù hợp với tình hình mới, thì khoảng cách thời gian tiêm liều nhắc lại đã được rút ngắn còn 3 tháng thay vì 6 tháng. Đây là một thông tin quý vị cần đặc biệt lưu ý. Đối với các loại vaccine khác liên quan đến phòng các bệnh lý hô hấp
thì người cao tuổi chúng ta có thể tiêm vaccine cúm mùa hàng năm, hoặc là tiêm vaccine phòng các bệnh do phế cầu có thể gây ra một số bệnh lý nặng ở hô hấp như là viêm phổi. Hiện nay các bố mẹ thì người ta hay tập trung chủ yếu vào việc tiêm vaccine cho các đối tượng là con nhỏ của mình, mà quên một đối tượng chúng ta rất dễ bị dễ tổn thương như tôi nói phần trên bài lúc này, đó là người già, đặc biệt là người già có một số bệnh lý mãn tính thì sức đề kháng cơ thể ngày càng giảm. Vậy thì trong đặc biệt là trong mùa lạnh này chúng ta rất dễ bị cảm cúm và rất dễ bị nhiễm khuẩn hô hấp. Vậy thì nếu có điều kiện và nếu không có chồng chỉ định thì những ông bà lớn tuổi trong nhà chúng ta cũng nên xem xét cho cả ông bà mình được tiêm cả vaccine, ví dụ như là vaccine ngừa phế cầu hoặc vaccine cúm hàng năm. Ngoài cái vấn đề tiêm chủng ra thì người cao tuổi cần lưu ý đến vấn đề gì để có thể tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của bản thân mình trong mùa dịch này thưa bác sĩ? Để thực hiện tốt việc phòng chống COVID-19 tại cộng đồng thì ngoài việc tuân thủ nguyên tắc 5K như là tất cả mọi người, thì đối với người cao tuổi chúng ta nên thực hiện 10 lời khuyên dành cho người cao tuổi theo khuyến cáo của Bộ Y tế ngày năm 2020. Đó là chúng ta nên người cao tuổi nên ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, cần phải đeo khẩu trang đúng cách, giữ khoảng cách an toàn, rửa tay, giữ vệ sinh cá nhân, duy trì chế độ tập luyện đều đặn tại nhà, dinh dưỡng hợp lý, kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, cần phải cung cấp thông tin sức khỏe về bản thân, cần cập nhật thông tin tình hình dịch COVID-19 và chúng ta nên chuẩn bị trước một số việc cần làm nếu chúng ta không may bị ốm, bị mắc COVID mà phải đi cách ly. Đối với một số người cao tuổi mà có mắc một số bệnh lý mãn tính như bệnh đái tháo đường hay tăng áp thì chúng ta cần đảm bảo 4 nguyên tắc sau đây để kiểm soát tốt các bệnh mãn tính. Thứ nhất là đảm bảo đủ thuốc, dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý bỏ thuốc, thay đổi thuốc, tăng liều, làm liều, làm giảm liều. Điều này đặc biệt rất là quan trọng bởi vì tâm lý chúng ta, đặc biệt là người già, người ta sẽ ngại đi khám tới bệnh viện, do đó là sẽ có khuynh hướng là bỏ thuốc và không hoặc là dùng sai thuốc. Nguyên tắc thứ hai là nên theo dõi tình hình sức khỏe bản thân hàng ngày như là nhiệt độ, đo huyết áp, nếu được thì có thể kiểm tra đường máu đối với bệnh nhân đái tháo đường. Và cho dù bất kỳ có một sự thay đổi nhỏ nào về sức khỏe thì phải thông báo ngay cho người thân hoặc là nhân viên y tế. Thứ ba là nên liên lạc hoặc nhờ con cháu liên lạc với nhân viên y tế để được khám và tư vấn. Chúng ta nên có tạm gọi là một điện thoại đường dây nóng một nhân viên y tế nào đó. Đặc biệt là trong bối cảnh này thì hiện tại có rất nhiều dịch vụ y tế, người ta không cần phải gặp trực tiếp cho bệnh nhân bác sĩ, ví dụ như là qua telehealth, qua livestream vân vân, thì chúng ta có thể tìm nhiều cách khác nhau để tiếp cận với dịch chăm sóc y tế tốt nhất trong có những khi chúng ta có những điều kiện bất thường. Và thứ tư, nguyên tắc thứ tư, trong những trường hợp cấp cứu như là biến chứng hạ đường máu trong bệnh đái đường hay tăng áp cao quá mức vân vân, hiện tại Huế đang vào cao điểm của mùa đông rất dễ bị nhiễm lạnh, thì các người cao tuổi thì nên đặc biệt lưu ý là giữ ấm cơ thể bản thân, không nên dậy quá sớm và tiếp xúc với gió lùa rất là nguy hiểm. Chúng ta nên tập thể thao, vận động trong nhà, tránh chúng ta đi ra ngoài đường sáng sớm, đi bộ trong sáng sớm trong điều kiện mưa lạnh như thế này thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Chi đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, hy vọng chương trình sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Kính chúc quý vị an toàn và sức khỏe trong mùa dịch COVID-19. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình Sống Khỏe tiếp theo.